chào các mẹ nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, với các mẹ một thêm một món cháo nữa. Đó là mình sẽ hôm nay chắc là mình sẽ ăn cháo tim nấu với rau mùng tơi. Tim heo thì cung cấp rất nhiều chất đạm và một số các vi chất. Mình cũng thường thường thì một tuần mình sẽ đổi bữa cho bé ăn một lần. Nội tạng động vật thì bé không nên ăn nhiều, nhưng mà một tuần ăn một lần để cung cấp các cái chất cần thiết cho bé. Rau mùng tơi mình cũng đã bằm nhuyễn, tim và rau mùng tơi mình đã bằm nhuyễn. Và cháo thì mình cũng đã nấu sẵn. Bây giờ thì mình sẽ dây cháo. Đây một phần bé thì mình ăn thì khoảng 3 muỗng canh đầy và khoảng một chén cháo. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào mình dây cháo trước nhé. Xíu nước và mình hòa tan, mình dầm nó ra để cái nước mà mình cho vào cháo thịt của mình nó cũng bị gõn cục nhé. Thank you.
chọc nó. Cháo tim nấu với rau mồng tơi cho bé. Bây giờ mình sẽ cho ra chén. Cháo tim nấu với rau mồng tơi dành cho bé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những món ăn tiếp theo.